Văn Hường, tao với mày không thù không oán, sao mày đem tên tao nhạo báng tùm lum? Cho nên tao gian ghe phai lên lần nữa tận Sài Gòn, tao nguyện kiếm cho kỳ được cái thằng tiểu quỷ. Văn Hường ơi, tao đây tên là Trần Văn Ếch, đâu có mắc mớ chi với tên Nguyễn Văn Hường. Tao nghe nói mày đi hát cho ganh hoa sen ở tận Sài Gòn, tao mới lậu bộ cà rịch cà tan từ cầu Ông Lãnh qua rạp Nguyễn Văn Hảo, không có tao mới ngồi xe thổ mộ lên Phú Nhuận kiếm rạp Văn Cầm. Đó rồi tao đeo xe ô tô bích tuốt vô Chợ Lớn lại rạp Hảo Quê. Vậy mà chỉ thấy nào là thủ đô thanh minh kim chưởng với trăm vàng không à. Còn gánh hoa sen sao mà tao chẳng thấy. Đứng trước rạp Hảo Quê tao ngó qua thấy dòng thành của đại thế giới. Tao nhớ mấy năm trước đây nè, tài nhà xíu nó rình na tao hết một ghe nghe giường. Vợ của tao nó nổi sung nga rượt nga tao nga chạy vậy có cờ. Tao đi ba đồng bãi đậu thì gặp mấy anh em nghệ sĩ, họ nói muốn kiếm Văn Hường thì chú cứ tìm soạn giả Diễn Châu, vậy mà tao kiếm hoài không gặp. Tung thế tao mới kiếm cuộc Bạch Lan, tao hỏi thăm thì họ chỉ cho tao nhà của Bạch Lan ở trên Bà Chỉu. Tao kiếm được nhà thì cô Út lại đi vắng, chỉ có chú Thành được nằm một mình trên giống tôn ten. Khi nghe tao hỏi thăm thì Thành được nói chú Tư muốn gặp Văn Hường cứ hỏi thăm Hữu Phước thì biết. Tao lại đờ mi tua qua gánh thanh minh. Khi đi ngang hãng Asia thì gặp một đám nào là cô Bạch Lan nè, Thanh Hương nè, Diệu Huyền nè, rồi nào là Hữu Phước nè, Minh Cảnh nè, Thanh Sơn nè, Thanh Nhàn nè, Hề Minh nè. Lại có hai chú nhạc sĩ Nam Cơ với Văn Dĩ nữa. Tội nghiệp thằng Văn Dĩ cặp mắt không thấy đường, chứ nghe có tao lên thì nó lật đặc biểu Nam Cơ dắt lại búa xua tao nha. Khi nghe tao nói kim mày, tức thì Văn Dĩ đáp ngay dễ màng. Chú Tư lên miệt chỉ hòa hỏi thăm thì gặp cái thằng cha Văn Hường. Văn Hường ơi, mày đừng tưởng tao không rành nghệ sĩ, mày dám đem tên tao trêu cợt đủ điều, chứ tao nói thiệt tao còn biết rành giống cổ sao câu. Còn đào kép hát người nào tao cũng có sinh hình hết trời. Mày tưởng tao không rành tăng nhạc nên mày ngạo, tao nghe họ hát é mambo mà tao bỗng nhiên đứng dậy bỏ ra về. Tao nói thiệt mấy thứ nhạc giật gân tao đây là chánh hiệu nhà nghề. Còn nói về cổ nhạc tao còn song tàn hơn nữa, tao nói thật tao là thầy của Nam Cơ với Văn Dĩ đó mày. Mày không tin hả, để tao cho mày thấy nè, chú Nam Cơ và chú Văn Dĩ, hai chú làm ơn đờn lại cái câu chầu trẹo bán họng của tôi dạy cho hai chú đó, cho thằng Văn Hường nó nghe chơi nghe không. Hai chú cứ đờn sau cho loại ngón ngã tay, như xe lửa chạy như máy bay nó thả dù. Hồi chưa gặp Văn Hường tôi tưởng nó chắc đẹp trai lắm chứ, ai dè đâu nó mõm xồm như mình. Nó thấy mặt tôi quạo đeo nên nó làm mà bộ cười nghe tình. Nó vừa cười nó vừa nói vậy nè: chú ơi, nếu mộng không thành thì sao? Tôi nổi gió đưa cái cù ngoéo lên nói nữa:
non cao đất rộng tao đi tìm. Mày tao già cả rồi đâu có giỡn với mày, mà mày nhà tao mày ngạo thiệt. Trong làng cải lương không có ai lý ngã kỹ như mày. Trong lúc tôi với nó còn đứng giang ca thì nghe tiếng xe quê kỳ thắng một cái kép. Giật mình ngó lại thì thấy anh Út Trộn với anh Thành Được trên xe bước xuống, mỗi người cầm tay một cây cơ. Chắc tính đi thuộc bia giải trí. Anh Út Trộn thấy tôi lật đật chạy lại vỗ vai rồi rủ tôi vô tiệm đánh vài bạc ti giao thiệp. Tôi mới đáp lại rằng không phải tôi lên đây để thuộc bia bị giết, mà tôi lên đây để ăn thua đủ với bạn Văn. Trong lúc tôi với Văn Hường mới vừa sắp lá cà thì anh Út Trộn nhảy tới can ra, nó rằng Tư Ếch là Văn Hường còn Văn Hường là Tư Ếch. Rồi nga giòn đánh chết nhau rồi còn ai đùa cợt cho đời thêm vui.